Ông chủ đâu rồi? Đem vô nhà rồi, nghe nói chết mở hai mắt luôn chị ơi. Trời ghê vậy. Tội nghiệp của thằng con cầu tự mà không nên thân gì hết. Là chết trên người đàn bà giá nữa. Mà bàn sớm chứ không phải vợ mình nó mới đau. Thì đúng rồi, vợ mình thì đâu có chết. Ủa, mấy cậu nói vậy là sao? Nghe đồn là bị Thượng Mã Phong chết trên mình bà Tư Ca đó. Trời đất ơi, ghê vậy. Cũng may mình nhanh chân thoát kịp đám cháy. Sao mà nhục nhã như vậy nè? Mình phải bỏ xứ đi thôi. Sao mà tôi khổ như vậy nè?